Xin chào quý vị và các bạn. Trong 2 đến 3 ngày vừa qua, nền nhiệt độ tại Bắc Bộ đã tăng lên đáng kể. Sang đến ngày hôm nay thì hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng và nhiệt độ vẫn trên đà tăng lên với mức nhiệt cao nhất ngày ở vào khoảng 30 cho đến 33 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Bắc là nơi chịu tác động của vùng áp thấp nóng nhiều hơn nên nhiệt độ có thể lên đến mức 34 cho đến 35 độ, cảm giác khá nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều và tối thì một vài nơi trên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rông. Tuy không có mưa trên diện rộng, nhưng trong cơn rông, nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở mức cao, nên quý vị cần lưu ý đề phòng. Trên khu vực Duyên Hải miền Trung ngày hôm nay, nắng cũng trải dài suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận. Nên nhiệt độ cũng tăng hơn so với ngày hôm qua từ 1 cho đến 3 độ ở các tỉnh phía Bắc. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Một vài nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn sắp xỉ mức 35 độ. Từ ngày mai, cùng với sự phát triển và mở rộng dần của vùng áp thấp phía tây thì nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên, nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày lên đến 35 cho đến 37 độ, kèm theo độ ẩm giảm thấp vào buổi trưa nên thời tiết sẽ rất khó chịu. Xuống đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Nắng nóng tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó bao gồm cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều nay phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ và độ ẩm vẫn duy trì ở mức thấp. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ thấp hơn một chút, dao động từ 31 cho đến 34 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội cũng như các vùng lân cận vào sáng sớm trời khá nhiều mây và độ ẩm không khí khá cao ở mức trên 90%. Sương mù nhẹ vẫn còn xuất hiện, nhất là ở vùng ven đô hay trên những cây cầu lớn bắc qua sông Hồng. Tuy nhiên sương sẽ tan nhanh và ban ngày thì trời có nắng với cường độ nắng mạnh hơn ngày hôm qua và nhiệt độ cao nhất ngày rơi vào thời điểm từ 13 cho đến 15 giờ chiều với mức nhiệt ở vào khoảng 32 cho đến 33 độ. Thời tiết nắng giáo rất thuận lợi cho các hoạt động giao thông cũng như là lễ hội trong ngày hôm nay và một vài ngày tới. Tuy nhiên quý vị và các bạn nên lưu ý mang theo vật dụng che nắng và uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe trong cái nắng đầu mùa cùng chung hình thế thời tiết với thủ đô Hà Nội cũng như các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ. Nhưng do có vị trí gần biển cho nên thành phố cảng Hải Phòng thời tiết dễ chịu hơn. Ngày hôm nay trời cũng có nắng nhưng xen giữa những khoảng nhiều mây cho nên nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều chỉ ở vào khoảng 31 cho đến 32 độ. Mức nhiệt độ vừa phải kết hợp với gió biển thổi nhẹ nên thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động giao thương cũng như du lịch. Tuy nhiên do gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh lên, vì vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến những chuyến tàu ghé thăm các đảo Cát Bà, Cát Hải hay Bạch Long Vĩ trong hôm nay và một vài ngày tới. Bản tin thời tiết ngày hôm nay sẽ được tiếp nối với thông tin thời tiết tại thành phố biển Đà Nẵng, một trong những thành phố biển xinh đẹp của nước ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp cái nắng chan hòa, tuy nhiên thì cường độ nắng không quá mạnh nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức sắp xỉ 32 độ và có gió biển thổi nhẹ nên thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động du lịch ở thành phố nhiều tiềm năng này. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ có nền nhiệt độ cao nhất trong năm và tiết trời nắng nóng. Với mức nhiệt trên 35 độ đã kéo dài suốt một tuần nay, mang lại cảm giác ngột ngạt khó chịu cho người dân thành phố. Ngày hôm nay trời vẫn có nắng từ sớm và nhiệt độ tăng dần từ mức trên dưới 26 độ vào buổi sáng lên đến khoảng 30 độ vào gần trưa và nhanh chóng tăng lên trên 35 độ vào khoảng sau 13 giờ chiều. Ngay cả đến chiều tối mức nhiệt vẫn ở vào khoảng 28 cho đến 30 độ nên cảm giác vẫn còn khá nóng. Trong Thời tiết như thế này, quý vị và các bạn nên uống nhiều nước, ăn rau xanh và trái cây để phòng tránh mất nước, tăng sức đề kháng cho cơ thể và chống mệt mỏi. Không có sự khác biệt nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Cần Thơ ngày hôm nay trời cũng còn nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn nên nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa sẽ ở mức xấp xỉ hoặc trên 34 độ. Nền nhiệt độ thấp hơn một chút và với đặc điểm có nhiều canh rạch và cây xanh nên thời tiết tại đây phần nào dễ chịu hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Và thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động giao thông cũng như là du lịch trong hôm nay và một vài ngày tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và gặp lại trong các bản tin tiếp theo.